Nè nè nè, mọi người có xem tấm hình của cụ Hành chưa? Ê, xem rồi. Mà không ngờ tới bạn gái của cậu ấy lại là Bonnie. Vậy cô có hỏi thăm Bonnie không? Tôi thấy fan hâm mộ chửi cô ấy dữ dội lắm. Đúng rồi đó, nói cô ấy không xứng với cụ Hành, dùng mưu kế để lên ngôi, cô còn nhận được rất nhiều lời đe dọa tử vong nữa đó. Cà phê, mọi người đang nói về vụ của cụ Hành hả? À, phải cậu đó. Cũng biết hả? Wow, sao mà không biết được chứ? Hôm nay đi tới đâu cũng thấy hình của cậu ấy. Mà nói thật nha, tôi thấy người thật cũng đâu có đẹp trai lắm đâu. Cậu thì biết cái gì, người ta đóng giả làm ăn mày cũng đẹp trai hơn cậu đó. Đi làm việc đi, phần cơm a nha, cảm bán ơn. Hết rồi. À, nhưng mà nói gì thì nói, hả? Cụ Hành gì để hẹn hò với bạn gái mà ngay cả ăn mày cũng chịu giả làm nữa, đúng là lãng mạn quá. Đúng rồi đó. Cậu cảm thấy là chân ái. Sao lại là chân ái được? Chắc chắn là hiểu lầm. Sao cụ Hành lại thích đệ tử quèn của biên kịch nghèo đó được chứ? Tôi nói chắc chắn là đệ tử quèn này lạm quyền kiếm cớ tiếp cận cụ Hành của tôi. Em à, em thường xuyên ở phim trường làm việc, em nói đi, em thấy được những gì hả? Bonnie không phải người như vậy đâu chị hai. Trời ơi. Bà xã à, thật ra thần tượng có người yêu cũng bình thường mà. Là hiểu lầm thôi, chắc chắn không phải. Không tin em đi hỏi Triệu Dĩ đây. Ê, có rồi, tin tức phát sóng trực tiếp phỏng vấn cũ Hành nè. Tôi xem nữa. Cũ Hành, anh trả lời sao về mấy tấm hình bị tung vào sáng nay? Người đứng kế bên anh có phải là bạn gái anh không? Còn nữa, tại sao phải gặp mọi người nói cổ là người Nhật vậy? Được rồi, hôm nay phỏng vấn vậy đủ rồi. Cô Hành bận lắm, còn phải làm việc nữa. Được rồi. Cô Bonnie à, khi dân mạng đều nói cô chỉ là biên kịch của Trang Lưu Thăng, không xứng với cô Hành. Đối với việc này cô cảm nghĩ thế nào? Cô đã dùng cách gì để mê hoặc của Hành vậy? Làm ơn mọi người đừng công kích Bonnie nữa. Nếu có vấn đề gì muốn hỏi thì hỏi tôi. Không sai, thật sự giống như trên hình vậy. Tôi và Bonnie đang làm việc. Thiện, là tôi kêu hai người họ giả làm người vô gia cư để trải nghiệm cuộc sống. Sao tự nhiên vô cớ lại đi trải nghiệm cuộc sống của ăn mày? Ờ thì đó. Là bởi vì nó Khẩu Thủy Trường Lưu. Khẩu Thủy Trường Lưu là kịch bản mới nhất mà tôi sáng tác, kể về câu chuyện của một người vô gia cư. Cố Hành là nam chính, còn Bonnie là trợ thủ đắc lực của tôi. Hai người họ tiếp cận với cộng đồng người vô gia cư theo yêu cầu của tôi. Một người thì để trải nghiệm cuộc sống, còn một người thì để thu thập tài liệu. Vậy sao lúc nãy hai người họ không giải thích chứ? Bởi vì họ đã ký thỏa thuận bảo mật, một chữ cũng không thể nói. Nhưng mà tôi thấy mọi người đang điều thị phi, bóp méo sự thật, cho nên tôi phải nói ra hết tất cả. Bây giờ tôi nói hết chuyện của tôi ra rồi, mọi người hài lòng rồi chứ? Thật ra kịch bản này đã được chuẩn bị một năm rồi, và phim năm chính nhất định sẽ thuộc về Cũ Hành. Tôi đã nói phim mới rồi, chắc chắn là hiểu lầm mà. Hiểu hết rồi em trai. Anh Quy cậu à, chúng ta đừng ăn ở quán cà phê mối tình đầu nữa, chúng ta ra ngoài mở champagne ăn mừng đi ha. Tâm trạng của chị hai lên xuống thất thường thiệt. Fan hâm mộ của cụ Hành là như vậy đó. Nhiều khi con cũng nghi ngờ rốt cuộc là con quan trọng hơn hay là cụ Hành quan trọng hơn. Tất nhiên là cụ Hành rồi. Sư phụ, cảm ơn cô lúc nãy đã cứu chúng tôi. Cô Thiện, cảm ơn cô. Hoàng cảm ơn đã. Tôi giúp hai người không có nghĩa là tôi đang nguôi giận đâu. Ê, sư phụ của hai người miệng cứng lòng mềm mà hai người còn không biết sao. Nếu không phải cô ấy thương hai người thì sao lại xuất hiện vậy chứ? Sư phụ à, tôi còn muốn biết từ khi nào cô viết kịch bản Khẩu Thủy Trường Lưu này vậy? Sao tôi không biết? Bởi vì hôm qua đó, tôi cũng không biết bản thân mình hôm nay là viết ra được kịch bản này. Nghĩa là hôm qua sư phụ thức trắng đêm phát huy hết công lực viết kịch bản này sao? Cảm ơn sư phụ. Cô đúng là hy sinh rất nhiều cho chúng tôi đó, cô Thiện. Tôi nghĩ sư phụ của cô bây giờ nhất định đang rất mệt đó, rất cần người massage cho cô ấy. Sư phụ à, có phải rất mệt không? Như vậy có thoải mái hơn không? Sư phụ tốt nhất trên thế giới này đó. Cũng tạm tạm. Được rồi, ngồi xuống đi, nhìn thấy là ngứa mắt rồi. Biết rồi sư phụ. Tôi lúc nào cũng nói cô Thiện là thiên tài mà, kịch bản như vậy chỉ cần một đêm là viết ra rồi. Còn phải chỉnh lý lại đó. Nhưng mà lần này á, đúng là trong cái rủi có cái may. Tình cờ hai người lại cho tôi một linh cảm. Tôi cảm thấy á, Khẩu Thủy Trường Lưu sẽ ổn thôi. Tôi rất có lòng tin ở nó. Nè, tất nhiên là ổn rồi. Nè, lúc nãy anh đã nhanh chóng đem kịch bản đưa cho phu nhân Ronaldo xem. Cô chưa xem tới một nửa thì lập tức gọi điện cho anh nói là Triều Dĩ à, tôi đã có hứng thú với câu chuyện của người vô gia cư này, rất muốn đầu tư đó. Cái này gọi là có tầm nhìn chứ gì nữa. Thông minh đó.
Lần này coi như mấy người may mắn có thể thoát được, nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu. Trừ khi hai người bây giờ lập tức chia tay, nếu không cứ đợi tôi vạch trần đi.